Trong cuộc tấn công mới đây diễn ra theo hướng Vuleda Donetsk, lính dù Nga đã phá hủy xe tăng Ukraine bằng tên lửa chống tăng có điều khiển. AVOPro đưa tin, bất chấp việc lực lượng vũ trang Ukraine đang kiểm soát Vuleda, nhưng quân đội Nga vẫn tổ chức tấn công phá hủy các phương tiện bọc thép của Ukraine bằng các cuộc phục kích khác nhau. Trong đoạn video, có thể thấy chiếc xe tăng Ukraine đang ở vị trí phòng thủ, bất ngờ bị lính dù Nga tấn công. Tên lửa chống tăng của Nga bắn trúng mục tiêu. Chiếc xe tăng bị hư hỏng nghiêm trọng và bốc cháy sau vài phút thì phát nổ. Thời gian gần đây, thành phố Vuleda ở miền đông Ukraine đã trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga. Các chỉ huy quân sự Nga nhận định, thành phố này có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Cùng với Bakhmut, đây là một trong những điểm nóng nhất trên mặt trận Donbass, nơi hai phía Nga-Ukraine đều chịu thiệt hại nặng nề. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.